Sự thật ngã ngửa về chuyện Mao Trạch Đông nhiều ngày không ăn cơm thịt. Trong 3 năm nạn đói lớn 1958 đến 1961, hàng chục triệu người Trung Quốc đã chết đói. Trong giai đoạn này, người dân đã phải ăn trong rêu, cỏ dại, vỏ cây để lót dạ. Thậm chí thảm kịch ăn thịt người cũng xuất hiện ở nhiều nơi. Ngay sau đó, thông tin Mao Chủ tịch đồng cam cộng khổ với nhân dân, từng rất nhiều ngày không ăn cơm, 7 tháng không ăn lấy một miếng thịt bởi thiếu thốn dinh dưỡng nên đã mắc bệnh phù thủng, đã lan khắp xứ Trung, khiến không ít người cảm động sâu sắc. Thế nhưng sự thật ngã ngửa là, tư liệu sau này cho thấy, mức chi tiêu một tháng cho ăn uống của Mao Trạch Đông là 654,82 nhân dân tệ. Ngoài số tiền đó ra, còn có 86,65 nhân dân tệ, tiền trái cây cùng các chi tiêu khác. Vào thời điểm đó, xác người chết đói khắp nơi, gia đình khấm khá cũng chỉ tiêu 11 đến 13 nhân dân tệ một tháng. Hà Phương, một chuyên gia nghiên cứu lịch sử về Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết, Mao Trạch Đông hàng mấy tháng không ăn thịt là sự thật. Đó là bởi vì bác sĩ cho rằng trong thịt lợn có hàm lượng cholesterol cao, đề nghị ông ta chuyển sang ăn thịt dê, thịt bò. Như vậy, chuyện Mao Trạch Đông không ăn thịt chỉ là chuyện không ăn thịt gì mà thôi. Trong cuốn Hồ sơ sinh hoạt của Mao Trạch Đông được Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc xuất bản cho biết, trong thời gian diễn ra nạn đói lớn, Mao Trạch Đông rất thích các món ăn Tây. Thực đơn của Mao có gà, vịt, cá mực. Chỉ riêng món gà có đến 14 loại, món thịt dê, thịt bò có đến hơn 10 loại, món cá tôm lên đến 17 loại. Nhưng rất may cho Mao Chủ tịch là hầu như người dân cả nước lúc đó đều không biết sự thật này, nếu không cũng khó nói trước hậu quả. Rất lâu sau khi Mao qua đời, các bằng chứng về sự xa hoa của Mao lúc người dân chết đói mới lần lượt lộ ra ngoài. Nếu vào thời Mao còn sống mà có người dám tố giác việc ăn uống xa xỉ của Mao, thì đố các bạn biết hậu quả sẽ như thế nào? Đái Hoàng, cựu phóng viên cao cấp của Tân Hoa Xã sẽ cho chúng ta câu trả lời. Năm 1956, khi hạm đội Liên Xô đến thăm Trung Quốc, Đái Hoàng đã đến Thượng Hải để phỏng vấn, nhìn thấy Mao Trạch Đông và các thủ trưởng khác dùng bữa với hải sâm, tôm sú, bào ngư, sò điệp, não khỉ, cá cháy, chân châu kê, chim bồ câu, đĩa đĩa bát bát nhìn mà choáng váng. Sau đó khi ông về quê, thấy cảnh những con đường gập ghềnh lồi lõm, những mái nhà điêu linh nằm rải rác, rất nhiều người dân trong làng đang sống vô cùng vật vã. Ông nghĩ thầm, chẳng phải khắp nơi đều hát, Mao Chủ tịch là mặt trời, chiếu nơi đâu nơi đó sáng sao? Vì sao quê hương mình sau bấy nhiêu năm chiếu vẫn xác xơ cùng khổ thế này? Khi tận mắt chứng kiến những điều ấy, chàng thanh niên hừng hực khí thế, Đái Hoàng đã đề xuất ý kiến với đảng, nhưng vừa thổ lộ thì đại nạn đã ập lên đầu ông. Đái Hoàng bị chụp mũ cánh hữu, bị khai trừ đảng tịch, quân tịch, bị thu hồi chức vụ phóng viên, lương từ hơn 150 tệ, chỉ còn 28 tệ, vợ chịu không nổi sự xì xào xung quanh, bị bức phải ly hôn với ông. Con gái 10 tháng tuổi mới biết gọi cha, đã bị bức gửi cho người khác nuôi dưỡng. Đái Hoàng bị điều đến một nông trường xa xôi để cải tạo lao động. Có thể nhiều người nghĩ tại sao Đái Hoàng lại liều lĩnh và dại dột thế. Nhưng không, ông không liều lĩnh và cũng không dại dột, mà là do ông quá tin vào đảng nên đã bị mắt mù dụ rắn khỏi hang của Mao Trạch Đông. Lúc đó, Mao Chủ tịch cổ động phần tử trí thức ngoài đảng đề xuất ý kiến với đảng, giúp đảng chấn chỉnh hành vi tác phong. Trong một thời gian, rất nhiều phần tử trí thức ngoài đảng lần lượt hưởng ứng lời hiệu triệu, bắt đầu bày tỏ tâm huyết, đề xuất ý kiến và kiến nghị. Nhưng chỉ một tháng sau, Mao thấy rắn đã bị dụ khỏi hang, lập tức biến vận động giúp đảng chỉnh phong thành vận động phản cánh hữu, thanh thế cường đại. Hầu như tất cả trí thức ngoài đảng đề xuất ý kiến đều bị chụp mũ thành phần tử cánh hữu, phản đảng, phản chủ nghĩa xã hội. Kết quả là cả nước có hơn 3 triệu trí thức bị bức hại. Trải qua 21 năm đau khổ đến cùng cực vì bị chụp mũ cánh hữu, những năm cuối đời, Đái Hoàng đã tố cáo Mao Trạch Đông là kẻ lừa dối lớn, đã lừa dối toàn Trung Quốc.